Want to learn English from zero? Click on the link right here to learn with Elite. Hope you enjoy the video. Ê, đang làm gì đấy? À, tớ đang nghiên cứu về xe ô tô, chuẩn bị gia nhập hội trên xe. Ôi, kinh nhở? Thế bao giờ cho đi một vòng nhá? Vòng nào cơ, người ta nghiên cứu về xe mô hình, xe đồ chơi mà, tiền đâu mà mua xe thật. À, ui giời, tào lao. Thế chơi thế thì có biết đọc cách tên hãng xe không? Hồi trước ý, Bumi cũng không biết đọc đâu, nhưng phải nghiên cứu mãi đấy. Có muốn nghe Bumi chia sẻ về cách đọc không? Ok luôn. Đầu tiên là một hãng xe rất sang trọng đến từ Nhật Bản. Đây là sự kết hợp giữa hai từ. Từ thứ nhất là luxury, nghĩa là cao cấp. Và từ thứ hai là elegance, nghĩa là thanh lịch. Logo của hãng là một chữ L, được cách hiệu theo một phong cách rất hiện đại. L nghe có vẻ liên quan đến mình nhỉ? Từ từ xem nào. À, luxury. Hình như Linh đoán đúng rồi đấy. Nhưng mà đọc thì sai hết cả rồi. Không phải là Lexus đâu, mà tên của hãng này phải đọc là Lexus. Hãng xe thứ hai là hãng xe có thương hiệu nổi tiếng hàng đầu thế giới và có quê hương ở đất nước Đức. Hãng xe này sở hữu những chiếc xe rất sang trọng và có logo là hình ảnh ngôi sao ba cánh. Mercedes. Hả? Mercedes là cái gì vậy? Trời ơi, từ này á, chắc có đến hơn 90% người Việt Nam nói sai. Không phải là Mercedes đâu, mà là Mercedes-Benz. Mọi người đọc lại cùng mình nhá, Mercedes-Benz. Tiếp đến là một thương hiệu xe rất lâu đời đến từ Mỹ, với slogan là Go Further. Nghĩa là gì? Nghĩa là tiến xa hơn nữa. Tuy nhiên thì lần này Bumi sẽ không cho Linh biết logo của nó là gì đâu, vì tên của xe nằm ngay ở trên logo. Tuy nhiên thì Bumi sẽ bật mí một chút là logo có màu xanh da trời. À, rồi. Thế mà từ lần này rút kinh nghiệm đọc cho đúng. Ừ. Nó sẽ đọc là Ford hay là Ford. Nhưng mà Linh chắc chắn một trong hai này sẽ là đáp án đúng. Này, chơi thế là không được đâu nhá. Linh đoán thì đúng rồi đấy, nhưng mà đọc thì sai bét. Trời ơi, cái này mà chỉ cần để ý một chút thôi là sẽ đọc rất chính xác đấy. Đó là Ford. Đọc lại của mình nhá. Ford. Để mang hình ảnh không những trẻ trung, mạnh mẽ mà lại không kém phần sang trọng. Logo là hình chú ngựa cùng với những chiếc cạp nai. À, từ à, thế thì Linh biết hãng xe này rồi, nhưng mà Gumi sẽ nghĩ là Linh sẽ đọc cái hãng này là Porsche đúng không? Nhưng không, riêng hãng này là Linh biết cách đọc đúng, đó là Porsche. Ôi, kinh không? Cuối cùng thì Linh cũng đoán đúng một câu, chúc mừng Linh nhá. Lần này Linh á không những đoán đúng mà còn đọc đúng không hoàn chỉnh luôn. Mọi người đọc lại với Linh nhá. Porsche. Vậy là hôm nay Gumi cùng các bạn đã cùng điểm qua cách đọc 5 tên hãng xe đúng không nào? Và bây giờ thì các bạn hãy bình luận xuống dưới đây những tên hãng xe mà các bạn cho rằng nhiều người nhầm lẫn nhất nhé. Và bây giờ thì tạm biệt và hẹn gặp lại.